Jagat không phải không còn ai, anh vẫn còn em ở đây mà. Em ở đây là để chia sẻ với anh mọi vui buồn trong cuộc sống. Được rồi, nếu như không muốn, anh có thể không nói gì cũng được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy nói chuyện khác đi anh. Đúng rồi Jagat, khách sạn ở Jaipur có tốt không hả anh? Thời tiết ở đó có đẹp không Jagat? Có mưa không? Hay là nắng hả? Đối với anh thời tiết ở đó rất là xấu Gauri. Anh ở cả đêm ở trong nhà giam em à. Anh đâu có được ở khách sạn với em đâu. Cũng nhờ có thần linh ban phước, cho nên anh mới được như vậy. Anh ơi, anh làm hư đồ của tôi rồi, anh phải bồi thường chứ, rồi muốn đi đâu thì đi. Bây giờ anh ta đang trong tình trạng say rượu, ngoài việc gây rắc rối nơi công cộng, anh ta còn dám đánh nhân viên cấp cao của chính phủ. Đưa anh ta về đồn đi. Đi thôi. Cũng vì ông già chết tiệt đó mà anh bị bắt về đồn. Nếu sáng hôm sau gia đình anh không tới đó để bảo lãnh anh ra, ai mà biết được chứ. Anh sẽ ở trong tù luôn đó em à. Sao kỳ lạ vậy chứ? Anh ta đâu có quen anh, sao lại ghét anh tới như vậy? Thôi đi, dù sao thì anh cũng đã không sao rồi Jagat. Anh cũng đã ly hôn xong với Anandi rồi, anh đã quay trở về đây với em. Anh hãy quên chuyện đó đi Jagat. Quên đi. Quên đi à? Làm sao anh có thể quên được đây? Em không biết anh đã phải trải qua chuyện gì đâu. Anh không biết nhờ ai giúp cũng không thể gọi điện thoại cho ai hết. Anh không thể nói chuyện với gia đình của anh rồi. Em thì lại quá xa, nói chuyện với em cũng vô ích thôi Gauri. Trong lúc đó anh cũng chỉ suy nghĩ là có thể ông papa của em sẽ giúp đỡ được cho anh. Vậy anh có gọi điện cho ông không? Em hỏi mắc cười quá, anh có số đâu mà gọi. May quá. Cái gì? Ý em là may quá anh không có gọi điện thoại cho ông của em. Nếu như để ông biết anh bị bắt giam, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Ông chứ nghĩ thế không? Nào không còn quan trọng. Cho dù ông có nghĩ xấu anh cũng không sao hết, anh không quan tâm. Nhưng nhờ có việc này anh mới biết được một chuyện. Gia đình anh không ai quan tâm tới anh hết. Em chưa thấy cái cách mà họ nhìn anh đâu Gauri. Nhất là ba của anh đó. Ba anh đến để bảo lãnh anh ra mà nhìn giống như là ba đang bố thí cho anh vậy, giống như là ăn xin ngoài đường vậy đó. Anh nói thật, ba anh chẳng muốn làm vậy đâu. Ba anh chỉ làm vậy vì anh cần phải ra tòa để ký đơn ly hôn thôi. Hai bác có biết bà với ba con mới sáng sớm đã đi đâu không vậy? Họ không có nói gì cho ai biết hết. Thật ra hai người đó có chút việc quan trọng phải làm. Bà và ba con phải làm lại một số giấy tờ, cả hai đi tới tối mới về. Tôi nghe đây anh Si. Xin lỗi vì phải làm phiền cô, nhưng chuyện là vậy, nửa tiếng nữa người bên phòng giáo dục sẽ đến văn phòng tôi. Hôm nay ông ấy đến nơi này là để bàn bạc về chuyện sửa lại trường làng mà cô đề xuất ra anh đi. Cô có thể đến văn phòng của tôi hay không? Nếu không phải là việc quan trọng thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô đâu. Nhưng mà nếu cô muốn tôi có thể đến đón cô. Tôi cũng vừa mới rời khỏi nhà thôi. Không cần đâu. Anh không cần phải mất công như vậy đâu anh Thanh Tra. Tôi sẽ tự tới đó. Dù gì đó cũng là trường làng của tôi mà anh. Vậy hẹn gặp cô đó nha. Bác ơi,
con phải đi tới văn phòng của thanh tra Si. Tài xế bác chở con đi được không bác? Tất nhiên là được. Mà không, bởi vì anh ta đang nghỉ phép, có họ hàng sắp đám cưới cho nên anh ta đã về quê rồi. Anandi à, có phải Si vừa nói cậu ta sẽ đến đón con đi phải không? Vậy cho nên con mới nói là không muốn cậu ta mất công. Bác nghĩ trong trường hợp như vậy thì con nên gọi cậu ta tới đón đi cho nhanh. Không được đâu bác, sao phải gọi anh ta, con có thể tự đi tới đó được mà. Có gì đâu mà con lại lo lắng như vậy chứ. Bác sẽ chở con đi, có được không? Bác nói thật hả? Ý con là vậy có làm trễ công việc của bác không? Anandi, nếu là vậy thì bác có đưa ra đề nghị hay không hả? Đi thôi. Dạ được, để con đi lấy giỏ sách rồi xuống liền nha bác. Được rồi. Anh à, sao anh lại nói với Anandi là anh sẽ chở con bé đến văn phòng của Si? Nhưng mà anh... Si có thể đến đây chở Anandi mà. Anh à, anh nghĩ coi, đến giờ chỉ có mẹ chúng ta đang cố gắng thuyết phục Anandi để nó đồng ý lấy Si thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên làm gì đó đúng không? Cho nên mình làm con bé thay đổi suy nghĩ của mình về Si đi, để con bé bắt đầu nói chuyện bình thường với Si trở lại. Chỉ như vậy mới giảm được khoảng cách giữa hai người đó. Em nói đúng đó Gina. Nhưng chúng ta có thể làm gì được? Anh suy nghĩ đi, làm gì đó để cho Anandi phải đi với Si mới được. Đúng rồi ha, em thật là thông minh đó Gina. Đi theo mẹ riết rồi, em học hỏi được khá nhiều điều rồi đó. Bây giờ phải suy nghĩ cho nhanh, chúng ta nên làm gì đây? Nhưng mà anh đã lỡ nói là sẽ chở con bé đi rồi, bây giờ sao từ chối được đây? Phải nói sao đây chứ? Em có một cách này. Cách gì? Em nghĩ... Chờ em chút. Chúng ta đi bác. Mình mau đi thôi anh. Bác đi đâu vậy hả bác? Bây giờ bác phải đi tới đền, cho nên bác nghĩ là sao mình không đi chung luôn. Sau khi đưa con đến văn phòng của Si rồi, có thể đưa bác tới đền thờ. Con thấy đó Anandi, bác định đi một mình tới đền thờ, nhưng mà thời tiết bên ngoài xấu như vậy, có thể mưa bất cứ lúc nào. Và con cũng thấy đó, bác không muốn bị ướt, lỡ bị bệnh thì sao? Phải không? Đúng rồi, không nên để bị ướt đâu. Anandi à, con cần ít nhất một giờ đồng hồ để ở văn phòng của Si, có phải vậy không? Chúng ta sẽ đi tới đền thờ rồi quay lại đó, hả? Như vậy có được không? Dạ được thưa bác. Đi thôi. Được rồi. Em có điện thoại kìa Gauri. Anh nghe máy giùm em đi Jagat. Anh nói giùm em là em sẽ gọi lại sau nha. Làm ơn. Đi mà Jagat. Làm ơn. Dạ chào ông. Ông khỏe không ông Ba Ba? Là ông Ba Ba. Cháu thật sự vẫn chưa biết con người của Jagat đâu. Cháu không hề biết trước ai mới thật sự là người giúp đỡ cháu đâu Gauri. Cháu mãi cũng không biết. Không phải là ông sao? Không phải. Không phải là ông giúp cháu, mà là Haron Singh đã giúp đỡ cháu. Bà thấy chuyện ba làm cao thượng lắm hay sao? Đáng để viết thành tiểu thuyết đúng không? Sao bà có thể tự ý bố thí tiền cho cuộc đời con trở thành trò cười như vậy chứ? Bữa em nói em đi đâu thăm bà dì của em vậy Gauri? Em đi Hoban. Nhưng cái vé này không có ghi là em tới Hoban. Đúng rồi, không có chuyến bay trực tiếp từ Mumbai tới Hoban. Chính vì như vậy em mới phải mua vé từ Mumbai về Jaipur, rồi từ đó mới bắt đầu chuyến bay từ Jaipur về Hoban được. Từ bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào. Chấm dứt đi.
Trời ơi, tôi khỏe. Ông ba ba ơi, ông không tin đâu, nhưng cháu và Gauri vừa mới nhắc ông tối hôm qua đó. Tôi có thể nói chuyện với Gauri được không? Dạ. Em mau lên đi, ông ba ba gọi nè. Em ra liền. Dạ, cô ấy đang ra. Nhưng mà ông ơi, có chuyện gì sao? Lâu lắm rồi không thấy ông gọi điện thoại nói chuyện. Trước đây ông hay gọi điện thoại cho cô ấy lắm mà. Cậu không biết chuyện gì sao? Lý do tôi không gọi điện nữa. Cháu không biết gì hết á. Nói cho biết có chuyện gì đâu. Tại sao ông lại giận tụi cháu vậy? Hay là tụi cháu đã vô ý phạm lỗi? Như vậy có nghĩa là Gauri không kể cho cậu nghe gì sao? Gauri không nói cháu biết là sao? Ông cho cháu biết đi, có chuyện gì vậy? Cháu không biết gì hết á. Dạ cháu đây ông ba ba. Ông khỏe chứ? Dạ mọi việc vẫn ổn chứ? Ông đã không liên lạc gì với cháu từ lúc... Tôi không muốn gọi nhưng cũng phải gọi thôi. Có một số việc quan trọng cần phải nói rõ, vì tôi không muốn có liên hệ gì nữa. Cái tài khoản chung mà tôi và cô mở theo lời khuyên của tôi, tôi muốn đóng nó lại. Gauri à, bây giờ không còn lý do gì để giữ nó nữa. Mấy tháng này nó không có giao dịch gì, trong tương lai cũng sẽ như vậy. Haron Sinh từ lâu đã ngưng gửi tiền cho cô rồi, tôi nói có phải không? Tôi sẽ gửi cho cô một số giấy tờ, hãy ký và gửi chúng lại qua bưu điện càng sớm càng tốt cho tôi. Dạ. Chào ông ba ba. Vậy khi nào ông tới Mumbai? Lâu quá rồi. Ông biết đó, cháu và Jagat nhớ ông rất nhiều. Mới tối hôm qua Jagat còn hỏi về ông nữa. Ông ba ba, sao ông không xin nghỉ một vài ngày và đến đây thăm tụi cháu chứ? Chúng cháu sẽ rất vui. Dạ được thưa ông. Khi nào ông đến thăm cháu và Jagat thì cứ báo tụi cháu nha. Dạ được thưa ông. Khi nào ông thấy được cũng được. Dạ được. Dạ. Dạ được thưa ông. Dạ cháu chào ông. Anh vào đây hả? Em định ra ngoài đây. Jagat, anh biết không, vài ngày nữa ông sẽ đến thăm chúng ta đó. Em thấy rất vui, tuyệt quá phải không anh? Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng Gauri, sao em không để anh nói chuyện với ông vậy? Em giật điện thoại khỏi tay anh như có việc gì quan trọng em lắm vậy. Em giật nó lúc nào chứ? Em chỉ lấy điện thoại nói chuyện vì sợ lâu thôi, cho nên anh mới thấy vậy. Anh biết đó, ông ba ba gọi từ rất xa, cho nên em đã không muốn ông tốn tiền điện thoại. Chỉ vậy thôi, không có gì nữa đâu anh. Em cũng biết đó, lâu lắm rồi anh mới nói chuyện lại chứ ông. Nhưng hình như ông ba ba có vẻ rất lạnh nhạt với anh, cứ như là ông ấy giận chúng ta vậy. Anh, sao ông lại giận chứ Jagat? Ông ấy chỉ nói chuyện với em rất dễ chịu mà. Sao ông ba ba lại lạnh nhạt với anh được? Dù gì anh cũng là cháu rể của ông ấy. Nhưng dù sao thì ông ấy sẽ sớm đến Mumbai mà thôi. Vậy khi ông ấy gặp anh rồi, anh sẽ thấy là ông cũng giống như lúc trước, không có gì thay đổi. Ông ấy không có giận gì hết. Anh nhận ra có một điều rất là lạ nữa em à. Ông ba ba nói với anh là Gauri không có kể cậu nghe gì sao? Em không kể cho anh nghe điều gì vậy? Em có kể cho anh nghe, chắc anh đã quên rồi đó. Em nói là ông phải đi xa. Ông ấy đã có việc và em đã kể anh rồi mà. À, có thể ông ấy có chuyện muốn nói với anh, chuyện gì khác. Chắc là hiểu lầm rồi, không có gì đâu anh. Thôi anh quên chuyện này đi Jagat, hãy nghe em nói. Hôm nay em đã quyết định là em sẽ chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho anh rồi. Hai ngày nay anh không ăn uống được còn gì. Làm sao mà em có thể chịu được khi thấy anh bị đói như vậy? Được rồi Gauri, bây giờ anh không còn gia đình nữa, chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau. Giờ anh chỉ có mình em thôi à.
Tốt nhất là quên đi tất cả mọi thứ. Đúng đó. Hy vọng là không có chuyện gì. Anh giúp em chuẩn bị bữa sáng nghe. Được rồi anh Sirai, tôi đi trước đây. Cảm ơn vì ông đã đến đây. Của anh đi. Rất vui khi được gặp cô. Đề xuất của cô về trường học, tôi sẽ báo lên cấp trên rồi sẽ báo lại với cô sau. Nhưng mà yên tâm, tôi tin là họ sẽ chấp thuận sớm thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn. Xin chào. Chào ông. Cuộc họp rất là suôn sẻ. Ông ấy rất ấn tượng với việc cô làm. Có lẽ là sẽ không hết mưa đâu. Nếu như mà cô muốn, tôi có thể chở cô về nhà. Thôi khỏi. Bác tôi nó sẽ tới đón tôi. Đáng lẽ bác ấy phải tới rồi chứ. Không biết là có chuyện gì nữa. Là bác tôi gọi tới. Con nghe bác. Anh đi hả? Cuộc họp của con xong chưa vậy? Dạ xong rồi. Con đang đợi bác đi. Ừ vậy hả? À đúng rồi anh đi à. Bây giờ có một sự cố nhỏ ở đây rồi. Sao vậy bác? Chiếc xe của bác đã bị chết máy rồi đó anh đi à. Bác nghĩ là động cơ có vấn đề gì đó. Bây giờ bác phải đem nó đi sửa thôi. Và nó có thể sẽ mất khá nhiều thời gian đó. Như vậy đi, con có thể tự đi về được chứ? Dạ được rồi bác à, con sẽ tự về. À bác quên nữa, cậu Si có ở đó không vậy con? Dạ có. Vậy Si có thể chở con về nhà rồi. Đưa điện thoại cho cậu ta, bác sẽ nói với cậu ấy. Dạ dạ thôi bác ơi, không sao đâu, con có thể nói với anh ấy được mà. À như vậy thì quá tốt rồi hả? Cứ để Si chở con về nha, con đừng đi một mình. Có nghe không, trời bây giờ đang mưa lớn lắm đó anh đi à. Dạ. Con sẽ không về một mình. Bác yên tâm đi đừng lo. À như vậy thì tốt rồi. Anh nói tốt chứ, em thấy sao hả? Hết sức tuyệt vời anh à. Lần đầu tiên em thấy anh nói dối mà trôi chảy như vậy. Anh làm em ngạc nhiên lắm ba sai. Còn phải nói nữa sao? Một khi mà người vợ trở nên thông minh thì người chồng phải thông minh theo một chút chứ. Anh nói có đúng không hả? Nhưng còn một chuyện, khi con bé Anandi về nhà với Si, nếu con bé thấy chúng ta thì nó sẽ nghĩ là nếu xe bị hư thì sao chúng ta về nhà sớm vậy được. Đúng rồi hả? Tại sao anh không nghĩ đến điều đó? Con bé thông minh chắc sẽ nghĩ như vậy. Và nếu con bé nghi ngờ thì nó sẽ giận nữa. Em không muốn Anandi cảm thấy phiền lòng hoặc cảm thấy tệ về Si nữa. Anh cũng biết Anandi rồi, con bé rất nhạy cảm. Ôi trời. Đúng vậy, em thật là thông minh Gina. Em đi mài sắc đầu óc của mình à. Đừng có giỡn nữa, chúng ta nên suy nghĩ bây giờ mình nên làm gì. Trong lúc để cho Anandi và Si hai đứa đến với nhau, hôm nay chúng ta cũng có được thời gian rảnh mà. À chúng ta nên tận dụng nó đi. Anh nói rất đúng, lâu rồi mình không đi đâu và ở nhà cũng không có việc gì làm. Em muốn đi đâu hả? Vậy mình tới đền thờ đi anh. Như vậy cái cớ của chúng ta sẽ không còn là cái cớ, và lời nói dối cũng thành sự thật. Sao vậy anh? Em nói gì sai sao? Không không không, không có gì sai hết. Chẳng phải là anh vừa nói vợ của anh càng ngày càng thông minh ra hay sao Gina? Đi thôi, chúng ta đi đến đền thờ thôi. Dạ đi. Chào anh. Một người đến sao? Xin chào. Mời chào.
Vào đi. Mời anh và bác ngồi nghỉ, tôi sẽ lấy chút nước. Không cần. Không cần lấy nước đâu. Cô đi sao? Dạ chào bác. Chuyện này, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Có chuyện gì, cô đang bị bệnh sao? Nỗi buồn của đứa con cũng đủ làm suy sụp một người mẹ rồi bác à. Không cần phải đến bệnh tật. Sau khi chuyện xảy ra ở chỗ gia đình anh Thông gia, cô ấy đã thành như thế này. Nước mắt khóc vì anh nên đi không khô được. Và một khi đã mất đi ý chí sống, không chỉ thuốc mà cả thần linh cũng không giúp được. Nhưng anh Thông gia, trên điện thoại anh không bao giờ nói gì về chị ấy. Và anh đi cũng không nói cho chúng tôi biết gì về bệnh của chị ấy cả. Nếu con bé biết thì nó đã nói với mọi người rồi. Tôi không muốn giấu anh đi những chuyện này đâu anh Harun. Nhưng cô ấy lúc nào cũng cản không cho tôi nói. Cô ấy nói thần linh đã khiến anh đi đau buồn nhiều đến nỗi chúng tôi không thể nào làm chơi đi được. Cho nên tại sao chúng tôi lại có thể để con bé thêm phiền muộn được chứ. Không đâu Hawati. Không không. Sao cả hai lại làm khổ mình như vậy? Con bé không có trơ trọi một mình và hai người cũng vậy. Nếu như không có rễ thì bàn tay không thể chống đỡ và giữ cái cây đứng vững lâu được. Tôi biết là cuộc đời một người vợ không có chồng là như thế nào. Anh Harun à, tại sao hai người lại đến đây? Dạ, sao không mang con bé đi theo? Dạ, việc này... Có chuyện gì sao? Con gái tôi có sao không? Bác nói đi. Hôm nay chúng tôi đến tận đây là vì con bé Anandi. Tôi nghĩ chỉ có hai người mới có thể giúp cho con bé lúc này. Ý bác là sao? Chuyện gì xảy ra với nó hả? Đã có chuyện gì? Nó không sao chứ? Con gái tôi không sao chứ? Anandi nó đã ly hôn. Anandi và Sadiq không còn là vợ chồng nữa.
thần linh sao không thương chứ? Tôi đã phạm tội gì hả? Để vợ con gái của tôi phải trả giá như vậy. Từ trước đến giờ đã không có quan hệ tình cảm gì, nhưng ít ra vẫn có quan hệ trên danh nghĩa. Nhưng vợ gái đó cũng không còn nữa. Chồng Anandi, con gái tôi sẽ không sống nổi mất. Tôi không cần sự thương hại, tôi sẽ không chết đâu. Tôi đã tin tưởng. Đã giao con gái mình cho các người, các người đã làm gì con bé chứ? Con gái tôi, các người đã làm gì? Con gái tôi. Em à, hãy nghe nói đi, em bình tĩnh trước đi đã được không vậy? Nếu không sức khỏe của em sẽ yếu dần đó. Tại sao tôi lại không chết trước khi nghe những chuyện này? Hôm nay chỉ có chồng của con bé bỏ nó. Chồng của Anandi. Biết đâu sau này tất cả bọn họ cũng sẽ cắt đứt quan hệ với con bé. Và điều hiển nhiên sẽ làm người mẹ như tôi đau khổ. Rồi không biết họ sẽ làm gì nó nữa. Đừng khóc nữa. Và sẽ không bao lâu nữa họ sẽ nắm tay nó ném ra đường. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Con bé phải làm sao đây? Không, 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 không. Trong khi con bé ở trong nhà đó, một khi những người lớn trong nhà tôi còn sống, tôi có thể bảo đảm với cô cho đến lúc đó sẽ không ai nghĩ đến việc đuổi Anandi ra khỏi nhà tôi đâu. Bác đừng nói những chuyện lớn lao như vậy nữa. Tôi nghĩ nếu như bác yêu mến con gái tôi thì bác đã không để cháu trai của mình chơi đùa với cuộc đời của con gái tôi như vậy. Tại sao lúc đó bác không làm gì? Tại sao vậy chứ? Bây giờ bác đừng nói những lời sáo rỗng nữa. Không phải như vậy. Trước giờ cô nghĩ là nếu như đứa cháu trai đó của tôi không trở về nhà nữa thì chúng tôi sẽ làm vậy với con dâu của mình sau Hawaii. Đúng như vậy. Ai biết được chúng tôi có thể làm vậy nếu chúng tôi vẫn xem con bé là con dâu. Nhưng bây giờ chúng tôi đã xem nó như con gái của mình rồi. Bác chỉ nói vậy thôi, làm sao trở thành con gái được? Nè, chúng tôi không chỉ nói suông vậy đâu. Phong tục quan trọng nhất giữa người cha và con gái là gì? Là người cha trao cho con gái đi lấy chồng, có phải không? Tất nhiên là con trai tôi sẽ trao con gái của cô đi khi con bé kết hôn. Cô hiểu chưa, Hawaii? Và điều đó chứng tỏ rằng nếu con gái cô rời khỏi nhà tôi, con bé Anandi sẽ rời đi với tư cách là người con gái, chứ không phải là con dâu từ một mối quan hệ đổ vỡ.
Và chúng tôi sẽ khiến con bé có được hạnh phúc mà hai người mong muốn. Như hai người đã từng cho con bé, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi quyết định sẽ cho Anandi được kết hôn thêm một lần nữa. Hawati à, nhưng mà tôi cũng biết là với việc này sẽ rất khó để được chấp thuận trong xã hội của chúng ta. Vì vậy khi Haro nêu ra ý kiến này với tôi cũng không đồng ý. Nhưng mà hai người hãy nghĩ đi, chúng ta bắt buộc phải xem trọng xã hội và quy luật của xã hội đặt ra, hay xem trọng cuộc đời con gái mình. Tôi cỡ tuổi mẹ hai người, tôi cũng sống lâu hơn hai người, tôi biết về thế giới này hơn hai người mà. Và cô cũng đã hỏi tôi là chúng ta có thể chống đỡ cái cây không có rễ được bao lâu có đúng hay không. Điều đó là đúng. Không có gì có thể tồn tại với thời gian hết chúng ta rồi cũng sẽ ra đi. Sau đó Anandi thì sao? Cầu thật lên cho con bé sẽ sống đến 100 tuổi. Nhưng con bé sẽ sống một mình sau khi chúng ta ra đi hay sao? Đây không phải là về chuyện chống đỡ. Anandi của chúng ta mạnh mẽ đến mức nó có thể đỡ được cả mặt trăng và mặt trời. Tôi nói về tình bạn, tình yêu đó. Một người thì không thể nào có thể làm việc suốt 24 tiếng một ngày. Khi con bé ngồi ở nhà mệt mỏi lúc cuối ngày, tôi nghĩ lúc đó của con bé sẽ mong mỏi có một người để chia sẻ. Vì ở một mình giống như cây chết vậy đó. Tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra với Anandi đâu. Nên có ai đó thắp lên ngọn đèn vào buổi tối của cuộc đời mình. Nếu không thì bóng tôi sẽ đuổi theo con bé. Và khi đó tâm trí của con bé và hai người sẽ ra sao? Chúng tôi đã tìm được một người. Cậu ta là chàng trai tốt. Sirai Sekha là thanh tra thành phố xuống. Hai người biết không, điều quan trọng ở đây, cậu ta cũng biết hết mọi chuyện về con bé Anandi. Anandi, cậu ta rất mến con bé. Tôi nghĩ gia đình cậu ta cũng rất thoáng, họ sẽ đồng ý chuyện này. Hai người cứ yên tâm. Nhưng mà Anandi, con bé vẫn mãi từ chối. Con bé đã nổi giận với chúng tôi và bắt chúng tôi phải thề. Con bé không muốn chúng tôi sẽ không ép được kết hôn lần thứ hai. Thực sự là bây giờ chúng tôi không thể nghĩ được cách nào khác đâu. Một chàng trai tốt vậy đang đứng ở trong sân nhà. Và nếu như con bé Anandi chấp nhận cậu ấy thì chúng tôi sẽ trao Anandi cho cậu ấy. Như vậy chàng trai đó và Anandi có thể bắt đầu cuộc đời lại từ đầu. Hai người nhìn cậu ta đi, rồi hai người sẽ hiểu. Đó, hai người nhìn đi. Và nói thật cho tôi biết, không phải hai đứa nó rất giống một cặp Ram và Sita sao? Gái.
Nhìn nè, vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con gái mình. Gia đình chúng tôi đi đến quyết định này sau khi xem xét hết mọi khía cạnh. Nên hãy an tâm đi chị Thông Gia, vì hạnh phúc của con bé tôi sẽ làm hết sức mình mà. Đây là chuyện tương lai của cả đời của con gái tôi, tôi không thể nào phạm sai lầm được. Giờ đây Anandi đã sắp tìm được người bạn đời đúng cho mình rồi, thưa anh Thông Gia, cho nên không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Con bé Anandi rất là mạnh mẽ, vì nó phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thật sự là gia đình tôi thương con bé rất là nhiều. Gia đình tôi nhất định sẽ cho Anandi kết hôn thêm một lần nữa. Có thật là anh sẽ cho con gái của tôi kết hôn lần nữa không? Như vậy cuộc đời con gái tôi sẽ vui tươi trở lại rồi. Bây giờ tôi phải xin lỗi hai người sau đây. Tôi đã phát điên trong sự đau khổ của con gái mình và tuôn ra mọi thứ. Hai người luôn suy nghĩ cho con bé, muốn làm cho cuộc đời con bé tốt hơn. Tôi sinh ra con bé một lần, nhưng mà còn lần thứ hai là các vị đã tái sinh cho cuộc đời con bé. Xin hai người hãy tha lỗi cho tôi. Xin hãy tha lỗi. Anh Haron à, chúng tôi không thể sống nổi vì lo lắng cho con bé. Nhưng bây giờ anh đã cho chúng tôi hy vọng lại rồi. Giờ Anandi cũng là con gái của anh. Anh cho con bé kết hôn một lần nữa thì cứ tự nhiên, chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi chúc phúc là được. Chúng tôi biết mà. Bởi vì đối với chúng tôi, cả hai người không có điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của Anandi. Bây giờ chỉ cần Anandi đồng ý hôn sự này, chỉ cần con bé đồng ý là chúng ta đều hạnh phúc. Vì cậu ta cũng đã đồng ý rồi. Chỉ có mỗi con bé là thẳng thừng từ chối cậu ta mà thôi. Anh chị Thông Gia cũng biết, chúng tôi đến đây hy vọng hai người thuyết phục, thì như vậy ước mơ của chúng ta mới thành hiện thực. Xin bác đừng lo, con bé sẽ không từ chối đâu. Tôi đã sinh ra nó, cho nên việc thuyết phục nó sẽ là trách nhiệm của tôi. Bác yên tâm đi. Điều cô nói cũng đúng. Cha mẹ đã hoàn thành mọi nguyện vọng của mình rồi, giờ đến lượt con cái. Con bé sẽ đồng ý. Cô thuyết phục được nó chưa? Bác đừng lo lắng gì nữa, tôi sẽ thuyết phục con bé kết hôn
Một lần nữa tôi sẽ làm mọi thứ. Chắc chắn con bé. Sẽ nghe lời tôi. Chắc chắn là vậy. Vậy thì được. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa Anandi đến đây. Mong thần Devi phù hộ cho hôn lễ giữa Anandi và Si sẽ sớm được diễn ra. बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरे होते हुए आपको कभी परेशानी नहीं होगी।